Dạ, tôi Si Quỳnh Vũ xin chào tất cả các cô chú anh chị. Hôm nay thì em sẽ lên một ít túi to mấy anh chị, túi du lịch ha. Và tất cả sản phẩm em đều bao phí vận chuyển. Và các cô chú anh chị mình nhớ chú ý size khi em đọc size ha. Những túi này thì tiền ship nó cũng sẽ rất là cao hơn bình thường. Dạ, tôi Si Quỳnh Vũ xin chào tất cả các cô chú anh chị. Hôm nay thì em sẽ lên một ít túi to, túi du lịch mấy anh chị. Và tất cả sản phẩm thì em cũng đều bao phí vận chuyển. Các cô chú anh chị mình nhớ chú ý size dùm em ha. Và những túi này thì em cũng xin nhận cọc rồi mới đi đơn. Các cô chú anh chị mình xem kỹ dùm em, tại vì những cái túi này thì mấy anh chị cũng biết là tiền phí ship nó sẽ cao hơn bình thường rất là nhiều ha. Rồi, chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Em này là màu nâu. Cái phần này thân túi mấy anh chị là giống cái chất liệu giống như của Valentino, là một lớp vải bố, rồi người ta sẽ phủ lên đây là một lớp nhựa nữa vậy này ha. Đây, ở đây là da, màu nâu này là da, ở đây là miếng da thôi, không có tác hiệu, là da thật dùm em ha. Phụ kiện không sáng nhưng em này xài sẽ rất là bền. Phụ kiện này mấy chị mờ luôn dùm em ha. Dây quai ở đây nè cũng có bị trầy phần da ha, nhưng mà cái da này cứng nhắc luôn, da rất là dày luôn vậy. Ở đây cái dòng da thật thấy là nó nhăn nhăn da, gốc em này cũng có bị trầy da này mấy chị. Đây, nhặt gốc vậy ha. Ở đây là cái này là mình có thể là để một cái ổ khóa vô được mấy chị. Ở đây em này thì không có ổ khóa ha. Cái phần cái này nè, cái phần vải này ha, nó rất là dày luôn và mình rờ nó sẽ láng mướt luôn. Em này là mình xách thôi, không có thiết kế dây đeo gì em ha. Ở đây cái vải là không có bị một cái vết gì luôn nha mấy chị này, nè nó láng lình luôn vậy, không có bị trầy gì hết trơn. Có cái là cái phần da, đây nè, nó sẽ có trầy cái kêu gốc viền vậy ha, là da thật. Đây, nó nhạt gốc như vậy. Rồi đáy túi, ở đây là cái phần đáy túi thì lại không có bị luôn nè mấy chị. Đây, da chỗ này là thẳng luôn vậy ha. Ồ, cái phần vải lại rất là đẹp luôn. Đây, miệng túi to đùng mấy chị, là da thật dùm em này ha. Đây, da này ha. Rồi, em này là chỉ có cái là cái phụ kiện sẽ mờ và trầy phần da, nhưng mình thấy da quai ở đây là nó còn cứng ngắc cứng khừ luôn vậy ha. Nè, không có bị sười da, không có bị mà lưu tưa xấu da chỗ này. Rồi, to đùng, một đầu khóa mấy chị, không có ngăn phụ bên ngoài luôn. Ở bên trong em này thì sẽ không có lót nha chị. Đây, cái này là cái mặt trong của cái thân túi vậy nè ha. Màu nâu là giống như bố, dày dữ lắm, rất là dày dặn luôn, cũng không có ngăn phụ. Đáy túi em thấy có bị đậm đậm cái phần đáy túi tí xíu. Ở bên này, ở đây mấy chị, đúng ra là ở đây là nó có một cái ngăn nữa ha, nhưng mà em này là em thấy bị mất cái ngăn này. Ở đây làm thấy là ở đây nó có dính keo nha ha. Rồi, ở bên trong rất là rộng vậy, dày dữ lắm luôn nè mấy chị. Đây, rất là dày dặn ha, chỉ một ngăn thôi, không có ngăn phụ bên ngoài, túi sẽ nhẹ mấy anh chị. Rồi, nó sẽ cứng phơm luôn như vậy ha. Đây, ở đây là cái chữ M mấy anh chị, giống giống như của Milachon ha, nhưng em này là em không có thấy tác hiệu. Cao 24, ngang là 48, dày 23. Em bán 350, mã 273 ha, 350, mã là 273, em bao phí vận chuyển luôn ha. Và rồi em qua mẫu. Rồi, em này của Bia Kẹt Đinh mấy anh chị. Đây là vải phối da. Ở đây cái vải này là giống như là vải dù đúng hơn mấy anh chị. Đây, vải dù nó có cái sọc vậy ha. Ở đây phối dây, cái dây em này là cái dây lai, được cái là phụ kiện sẽ giống nhau. Da thì lại còn rất là mới luôn vậy ha. Ở đây là có bị một vết trầy. Đây, ở đây làm thấy dây quai ở đây còn rất là đẹp mấy anh chị. Bị một vết trầy đây, còn ngoài ra nó trầy phần rất là ít luôn ha. Cái phần da của em này thì đẹp lắm. Đây, nó mới ken rồi mấy anh chị. Đây, dập hiệu hết như vậy này ha. Rồi, ở đây là cái dây này là cái dây dù, dây là dây lai. Gót em này nè mấy chị, có hơi bị đậm đậm gót tí xíu thôi. Cái phần da này rất là dày luôn, màu xanh, có màu nâu ha. Rồi, đậm đậm gót ít mấy anh chị. Đáy là 5 đinh, rồi đáy to đùng như vậy. Ở đây là sẽ có một ngăn, ngăn này sẽ có khóa kéo dùm em. Ở dưới đáy túi nó có một cái ngăn nhỏ nữa vậy nè ha. Rồi, khóa hiệu hết nè mấy anh chị. Ở đây cái đầu khóa này lại là có chữ da ha, ở trong lớp vải sọc màu vàng. Rồi, dù là đều hết nha mấy chị. Em này là độ mới khá là cao. Ở đây em thấy là da đây nè còn rất là đẹp luôn vậy ha. Em này chỉ bị duy nhất một vết trầy thôi mấy chị, còn ngoài ra em thấy là da này còn rất là đẹp luôn. Da ở đây là cứng khừ luôn. Ở đây hai đầu khóa ha, có dây đeo giùm em. Ở bên hông nó sẽ có một cái miếng da. Ở đây cái này là có thể tháo rời ra. Hai đầu khóa. Ở bên trong lớp vải dù là vải hãng nè mấy chị, dập hiệu sạch sẽ dữ lắm. Em này còn rất là đẹp ở bên trong ha. Đây, vải lót ở bên trong là sạch luôn, không có bị một cái vết gì luôn này ha, sạch bóng luôn. Có một khóa phụ, khóa cũng là cái khóa hiệu.
một ngăn phụ thôi mấy chị, và một ngăn chính và một ngăn phụ, rất rất là sạch sẽ luôn. Em này là còn khá là đẹp luôn rồi ha, rồi rộng lắm chị, cũng mười mấy bộ đồ ha, dù với da khá nhẹ. Em này cái dù thì nó là cái dù mềm, rồi sau đến đáy luôn, về sạch lắm. Ở đây là có một ngăn nữa nè, à cái ngăn này là mình lấy đây nè mấy chị, đây nó sẽ ra đây chung một ngăn nha ha, lạ vậy. Rồi dù có da một em hàng Pháp, dây lai giùm em mấy chị, bản dây là khoảng 2,5 phân, có tăng giảm hé khóa là còn rất là sáng, em này phụ kiện còn rất là đẹp. K34 ngang 46 giày 19, em bán 350, mã là 272, 350 mã là 272. Em mẫu một em màu xanh dương, em này là dù giùm em ha, to. Ở đây là một ngăn nè, ngăn này rộng ha, ở đây là có một ngăn là sẽ có một cái miếng dán, ở đây là mình để cái chai nước được nè ha, một dây sách và có dây đeo luôn, dây là dây nguyên bản. Ở đây cái dây là có cái miếng điểm, ở đây là nhựa dẻo nè ha, nên khi khóa em này đẹp mấy chị, đây khóa nè, khóa rất là xịn giùm em ha. Dây zin ở bên hông là sẽ có một ngăn to, và ở đây là một ngăn này mình để dài mấy chị. Rồi ở đây là mặt trước ha, mặt sau sẽ có một ngăn khóa nữa, ở đây là lưới. Rồi em này là còn khá là đẹp luôn, em thấy nó đều nha, to mấy chị ơi, lốt em này rồi cũng có bị đậm đậm lốt chút xíu nha chị. Đây à, cái phần vải của em này đây là nó có bị rách ở đây nè mấy chị, đây em thấy trắng trắng này, hay nó có sười vải đây, không mới kèn to lắm. Mặt trước mặt sau, ở đây là cái ngăn lưới, à ở đây nó có bị dơ nè mấy chị, đây có bị đậm đen chỗ này nè ha, ở bên trong to lắm. Ở đây là có một cái khoen, rồi ở đây có cái khoen này, mấy đầu khóa đây, hai đầu khóa hiệu luôn này mấy chị, đây khóa zin giùm em ha, nè khóa anh này là đồng bộ khóa lại rất là đẹp nha. Bên trong, ở bên trong của em này đây, à không có lốt nha mấy chị, đây là cái mặt trong dày lắm, đây em cảm thấy là rất là dày nha ha. Ở đáy túi là sẽ có một cái, ở đây cái miếng rời điểm đáy màu đen dày ha, quá trời to luôn. Ở bên hông là sẽ có một cái ngăn dày, đây ngăn này thì sẽ là ngăn nhỏ thôi, quá trời to, không có ngăn phụ luôn nha mấy anh chị, đây ha, một ngăn chính vậy thôi, khóa rất là nhẹ. Bên hông là có một ngăn, cũng là hai đầu khóa luôn vậy. Đây ngăn này sẽ rộng như vậy nè ha, sạch mấy anh chị. Mặt sau một ngăn to nữa nè, à ngăn này là cái ngăn lưới thôi, đây ngăn này thì một ngăn mỏng rồi, to dù nên sẽ nhẹ túi. Ở đây cái ngăn này nó rất là to nha mấy chị, cái ngăn để cái chai nước này nó to lắm. Cao là 32 ngang 47 giày 29, em bán 320, mã là 274, 320 mã là 274 ha. Rồi em qua mẫu, rồi em này một em màu vàng, ở đây là vải mấy anh chị, thân túi là vải giùm em ha, đây hiệu của Pháp, phối ở đây là da thật, dòng da là da tâm vậy ha, da quai của em này rất là đẹp luôn. Ở đây cái dây là dây lai, nhưng mà là cái dây cũng của một cái túi nào đó hàng Ý, dây này mấy anh chị, dây còn rất là đẹp, đây là còn sáng trưng luôn vậy. Đây khóa nè, khóa nó rất là đẹp luôn vậy ha, dây quai là còn mướt da hết nha mấy chị, đây nè không có bị trầy khợn gì hết trơn. Ở đây cái phần thân túi thì sẽ có những cái, đây mấy chị nó hơi có mấy cái lằn mà đậm đậm màu chút xíu ha, đây ở đây là cũng láng o luôn vậy, có một ngăn khóa mặt sau. Đây mấy chị, da là da một khúc luôn vậy ha, da em này dày lắm luôn, gốc đáy đây cũng có bị đậm gốc, đây có bị đậm vậy. Đáy túi là da đáy nam đinh, phần da của em này rất là dẻo da, dày và dẻo da ha, đây có bị đậm da. Rồi đây mấy chị này, nó có những cái đậm dày ha, cái này là mình có thể giặt được. Ở đây là vải, bên hông là chỉ có một ngăn thôi, đây có bị đậm đậm dày ha, dây là dây dù, dây là màu nâu đậm, một ngăn bên hông thôi, à em này chỉ một ngăn chính và một ngăn bên hông thôi, da cực kỳ đẹp luôn. Có ổ khóa này mấy chị, em không có thấy chìa nha, rồi có ổ bị mất chìa mấy anh chị, cái ổ khóa thì lại rất là mới luôn, bị mất chìa.
Ở bên trong lại rất là sạch sẽ. Ở đây là có một ngăn nút bấm, đây một ngăn to, da này mấy chị, da thật 100% ha, mình thấy sớ da này có được một ngăn khóa phụ. Rồi đây một ngăn ha, cái này là cái vải mấy chị, đây khóa rồi rất là đẹp luôn, hết hiệu luôn. Rồi một ngăn nhỏ, có được một ngăn khóa nhỏ và một ngăn ở trong là không có lót, cái này là cái mặt trong mấy chị. Bên hông một ngăn nữa vậy, một cái da này đẹp lắm. Ở đây là cái vải lót này, đây cái màu như vậy nè ha, dù phối da có bị đậm đậm vải giùm em ha. Cao 36, ngang 50, dày 23. À, em bán là 350, mã là 270 ha. 350, mã là 270. Rồi em qua mẫu có bị đậm giùm em. Em này là size đại canvas mấy chị, phối da ha. Em này nó có một cái chỗ này nè mấy chị, đây nó dính một cái lớp keo hay gì đó, cái màu vàng như vậy ha. Mình rờ thì nó sẽ láng, nhưng mà em không biết làm sao để cho nó ra vậy ha. Ở đây là da thật, độ mới sẽ không cao nhưng là da thật mấy chị, da là sẽ có bị mờ trầy như vậy nè ha. Đây qua dây, ở đây có một cái miếng, đây là da miếng da tắm như vậy, đây mấy chị nó sẽ có bị khờn da như vậy ha, nó nhạt màu nhưng là da thật, nó sẽ không có bị bong tróc giùm em ha. Rồi khóa nè mấy chị, ở đây là khóa này cũng có bị mờ vậy, da rất là dày nhưng mà cái dòng da này thì nó sẽ dẻo da. Gốc viền cũng có bị đậm nhưng mà em này là mình xài thì cũng rất là bền vậy ha. Nè đái túi rồi đái đến 6 cái đinh, đây da cũng có bị nè mấy chị, đã trầy da, da gốc da viền ha. Rồi cái này là canvas này dẻo nè, qua chợ to luôn vậy ha. Đây nè mấy chị, da là có bị đậm, nói chung em này là sẽ không mới, phần da là sẽ có bị đậm da ha. Rồi ở hai bên này lại có hai cái vết, cái này giống như là vết keo với chị mấy chị. Đây da cũng vậy ha. Rồi không mới nhưng mà sẽ không có bị bong tróc. Ở đây là bên hông này nó sẽ có, cái này là mình cũng có thể là để ổ khóa được nha mấy chị. Đây này ha, có ổ khóa được mà em này không có ổ khóa. Ở bên hông sẽ có một ngăn thôi, một ngăn thôi, một đầu khóa nè, có đồng. Bên trong của em này lại rất là đẹp luôn nè. Ở đây là cái mặt trong này ha, em thấy là còn rất là đẹp luôn ha, không có bị dơ. Ở đây cái màu nó giống như riu riu vậy ha, cái phần canvas của em này đẹp lắm. Đây em thấy là nó láng nè ha, quá trời rộng. Em này là hai mươi mấy bộ đồ được nha mấy chị. Ở đây là có một ngăn khóa ha, ở trong đây còn giấy tờ gì ra đây nè ha. Ở đây là một ngăn khóa nè. À cái ngăn này đây mấy chị, cái này là da BU ha, nè có được một phát kéo. Rồi mặt trong của lớp da thôi, một ngăn khóa nhỏ thôi, ở bên trong lại rất là đẹp nha mấy chị. Nè em thấy là rất là sạch sẽ và dày dữ lắm, láng o luôn vậy, ở bên trong lại nước rượt luôn. Quá trời nó to nhưng mà nó có bị một cái vết như vậy. Cô hư động lắm anh chị ơi, à, ha quá to, xách tay thôi, không có thiết kế dây đeo ha. Cao 33, ngang 59, dày 26, em cũng bán 350, mã là 271, 350 mã 271 ha. Cái này là em bao ship mấy chị, thành ra cái tiền ship sẽ rất là cao, cái túi 350 mà thật ra tiền ship chắc cũng hết 80 trăm gì đó mấy chị, cái túi mình không còn nhiêu tiền hết ha. Rồi to lắm, em ra mẫu. Tiếp theo là một em màu riêu, dù em này sẽ rất là dày giùm em, khoen phá phụ kiện này mấy chị, tác hiệu này rất là xịn luôn. Đây tác hiệu ha, đây khóa này mấy chị, khóa rất là xịn còn rất là đẹp luôn vậy. Đây mấy cái đầu khóa là đầu khóa hiệu ha, khóa đồng bộ hết, cứng ngắc chì cui luôn. Cái size em này thì sẽ gọn gọn thôi, chắc khoảng em nghĩ là 7-8 bộ đồ thôi ha, một dây sách và một dây đeo, dây là dây nguyên bản luôn vậy. Ở đây là sẽ có cái miếng dán hai dây lại như vậy, đây nó có cái tag. À ở đây là bảng tên nè. Rồi đây nè mấy chị, dù em này là cực kỳ dày dặn luôn, gốc viền nè mấy chị không bị gì hết trơn nè ha. Rồi gốc đẹp luôn, em này là còn rất là chắc chắn luôn. Đáy túi, ở đây là mặt trước sẽ có một ngăn có khóa kéo, hai đầu khóa, mặt sau sẽ cũng có, không không, ở đây có cái này là cái dây mấy chị. Ở đây là tự nhiên lại có cái miếng dán nè, là cái dây thôi. Rồi dây sách và dây đeo ở bên trong, em này là còn rất là đẹp mấy chị,
còn khá là mới luôn, giày thì xước đậm nhạt thì rất ít luôn vậy ha. Và giày cô cứng nhắc luôn, hai đầu khóa này nè, nó còn đổ khóa cực kỳ nhẹ. Ở bên trong có lót anh chị, đây cũng là lót vải dù, lót vải dập hiệu, em này là made in Thái Lan ha. Đây dày dặn, em này ở đây dưới này cũng có cái miếng điện đá, nó sẽ cố định một bên mấy anh chị. Đây giày cui cũng vậy ha, em này lót đẹp giùm em. Ở trong đây sẽ có một ngăn lưới vậy ha, cô đẹp lắm. Em này bên trong là còn rất là mới luôn. Rồi một ngăn lưới vậy thôi, một ngăn khóa vậy thôi nha. Đây sạch đẹp hết nha giùm em. Một ngăn nữa nè. Bộ khóa của em này đã lắm anh chị. Đây một ngăn, ở đây sẽ có một ngăn lưới. Rồi cũng là lót vải dùng, lót vải hãng. Em này rất là xịn, áp xài biết chừng nào hư em này mấy chị, nó dày dữ lắm luôn. Và màu thì sẽ đều hết rồi mới cao luôn vậy. Xịn lắm. Xài trung thôi, không phải là cái dạng to đùng. Cao 28, ngang là 39, giày 16, em bán 350 mà 279, 350 nha, mã là 279 giùm em, xịn lắm em này mấy anh chị, em có mẫu. Một em màu nâu, là da mấy anh chị, là da full da vậy ha, là dòng da ghép da mộc. Đây là cái mẫu nó nâu nâu vậy, da em này nó lì lì da vậy nè, mình không thấy độ bóng vậy ha. Ở đây phối nè mấy anh chị nè, ghép tùm lum tà la vậy ha. Dây quai đây là cái màu nâu đậm, em này thì độ mới sẽ không cao nhưng là da thật mấy anh chị ha. Ở đây sẽ có gì đây, một ngăn nhỏ xíu xíu ha. Ở đây có một cái ngăn này nhỏ xíu này giống như cái túi quần jean vậy đó. Đây thêm một ngăn nhỏ nữa, da và da hết luôn. Nhưng em này gót đá nè mấy chị, đây mình không thấy bị trầy phần gì hết trơn, nó sẽ đều hết cái túi dòng da mộc vậy ha nè, cái túi nè. Rồi từng miếng da ghép ghép là ở đây người ta ghép lại từng mảnh khác nhau như vậy ha, không có miếng nào giống miếng nào hết trơn á. Rồi ở đây chỉ có mấy ngăn nhỏ vậy thôi ha, sắp tay thôi. Ở trong có khóa kéo miệng. Bên trong em này lót vải mấy chị, lót vải màu nâu ha. Ở đây là có một ngăn này, hai ngăn nhỏ, ở bên này là có một ngăn khóa. Ngăn này thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, sâu chưa đến đáy, có tác hiệu. Lót ở trong cũng sạch sẽ nha mấy chị này ha. Em này thì chắc cũng 5-6 bộ đồ giùm em. Một ngăn chính, ở đây là có mấy ngăn nhỏ nhỏ vậy nữa thôi ha. Rồi màu nâu, cao là 28, ngang 43, giày 21. Em bán 220 mã 278, 220 mã là 278 ha. Rồi em qua mẫu da thật mấy anh chị. Rồi em này là dù mấy anh chị, màu đỏ tối màu đen vậy ha. Dây là màu đen, size là size to, mười mấy bộ đồ trở lên, 15 bộ đồ trở lên. Đây tác hiệu khóa, ở đây khóa rất là xịn, khoen khóa đồng bộ mấy chị. Dây là dây nguyên bản giùm em này ha. Này khóa rồi, khóa rất là xịn, màu trắng của trắng bạc. Ở đây là có một ngăn lưới, hai bên hông sẽ có hai ngăn lưới. Mặt trước ở đây là sẽ có một ngăn khóa, ở trong này là có một ngăn nữa vậy. Dù mấy chị, ở dưới này là cái lớp này là bằng giống như là nhựa mấy chị, đây nhựa dẻo ha. Cái túi là có bốn cái đinh cũng là bằng nhựa như vậy. Rồi em này là gót sẽ có hơi bị đậm đậm gót thôi, trầy phần rất là ít luôn vậy. Ở đây là còn rất là đẹp mấy chị, cái phần màu đen nhựa này ha, nó dẻo dữ lắm, dày và rất là dẻo luôn vậy. Rồi gót viền đẹp hết giùm em nha. Đây cái màu đỏ dù này em thấy là cũng còn khá là đẹp luôn vậy nè ha. Màu nó sẽ đều. Đây miệng túi nè, em thấy là nó đều hết như vậy ha. Dây quai cũng vậy. Đây là còn mới, còn đen tuyền luôn như vậy. Những chị nó sẽ không có sườn gì hết trơn. Đây cũng có một cái miếng dán vậy ha. Mặt trước, mặt sau sẽ không có ngăn. Mặt trước thôi. Ở đây đầu khóa. Ở đây cũng hai đầu khóa. Đầu khóa này rất là xịn. Khóa là khóa hiệu luôn nè, những chị nó xịn lắm. Bên trong, ở bên trong em này rất là sạch sẽ giùm em này ha. Ở đây à không có lót anh chị, ở đây là cái mặt trong của lớp dải dù này. Cái dù này nó dày nhưng mà nó cũng vẫn chưa có dày bằng cái em màu rêu vừa rồi nha mấy chị. Cái dù màu rêu là nó sẽ dày nhất trong tất cả các dù hôm nay ha. Đây là một ngăn khóa, hai đầu khóa, khóa ngon anh chị. Mặt trước nè, một ngăn. Rồi một ngăn, ở đây thêm một ngăn nữa vậy nữa. Đây rồi sạch sẽ hết rồi em. Đồ khóa kéo ngon lắm. Em này là độ mới cao mấy chị, em này cái mẫu nó đều hết như vậy luôn. Dây nè còn rất là đẹp luôn vậy ha. À, ở đây nó có cái miệng điểm vai nè mấy chị, miệng nhựa dẻo vậy nè, dẻo cui luôn, dẻo. Cao 29, ngang 44, giày 21, em bán 340, mã là 277 ha, 340, mã
là 277 giùm em. Rồi, em qua mẫu. Một em ba lô hiệu. Đây mấy chị hiệu nè, đi sale nè ha. Hiệu của Mỹ. Ở đây phối cái dây này mấy chị là da lộn, viền ở đây là dù ha. Cái màu đậm là dù. Ở đây cái dây này là dù luôn vậy. Ở dưới này, ở đây cái này là miếng da lộn vậy ha, hiệu. Rồi đây là một ngăn khóa, đây hai ngăn khóa. Khóa là khóa này mấy chị nó rất là đẹp, khóa luôn vậy, khóa xịn, khóa nguyên zin giùm em ha. Ở dưới đây là da lộn mấy chị có bị đậm đậm vậy ha. Ở dưới này cái đáy này là lớp nhựa, nhựa màu đen. Bên hông màu xanh đen mấy chị. Rồi ở đây mặt sau là dây nè mấy chị, dù hết vậy ha. Nè phối vậy có tăng giảm. Khóa này còn rất là đẹp mấy chị, khoen khóa là còn rất là sáng nha ha. Nè nó sẽ không có bị trầy phần, không có bị mờ gì hết trơn. Có bị đậm đậm đây cái phần dù đây. Rồi cái dây này là à, cái này là cái nút bấm mấy chị. Bấm cái nè đây là ha, bấm là a. Cái này nó có một dây vậy thôi nha ha. Rồi một ngăn, hai ngăn, mặt sau sẽ không có ngăn. Em này cái size cũng to mấy chị, đây cái form của nó này ha, form này rộng à, cái miệng của em này giống như cái miệng doctor vậy đó. Rồi một đầu nó chính bên trong, bên trong em này cô lót đẹp lắm mấy chị, ở trong cũng là lót dù nha ha. Em này lót ở bên trong rất là xịn luôn. Đây cái đường này nè mấy chị, ở trong này là trắng bóc sạch sẽ. Ở đây là có một cái khóa này, ở đây cái dây này cũng vậy nè, nó trắng tươi luôn vậy. Rồi ở đây là một cái khóa dài lại, một ngăn mấy chị, lót đẹp giùm em, lót rất là dày dặn đây ha. Rồi tết hiệu có một ngăn khóa nè, có một ngăn khóa và có hai ngăn nhỏ nữa ha, khóa hiệu hết đây nha. À ở đây cái ngăn khóa này nó cũng nhỏ nhỏ thôi à, hai ngăn mấy chị. Đây có hai ngăn khóa và một ngăn lưới vậy ha. Ở bên này là một ngăn nữa. Em này lót ở bên trong cực kỳ đẹp luôn và to rộng như vậy ha, lượng là miệng doctor. Rồi sạch sẽ ở bên trong rất là mới luôn. Ở ngoài thì không mới ken nhưng mà ở bên trong lại đẹp dữ lắm. Rồi khóa nó dày dặn lắm mấy chị. Đây cái đầu khóa nè, khóa IKTA, khóa to đùng như vậy ha. Đây một cân nè, hai đầu khóa. Đây lót đẹp lắm. Em này lót rất là sạch sẽ. Thêm một ngăn nhỏ hơn, trong là cái màu xanh như vậy ha. Em này xịn lắm. Dù này dày mấy chị. Đây ngăn chỉ là mặt trước thôi ha, mặt sau nè không có ngăn. Ở ngoài là mình thấy là sẽ có bị rậm đậm đây mấy chị này ha, nhưng ở bên trong lại rất là mới luôn. Em này là mình cầm sẽ dày dặn. Cao là 33, ngang 33, dày 19. Em bán là 350. Mã 276 giùm em ha, 350 mã là 276. Rồi em qua mẫu. Rồi em này là ba lô màu đen, ba lô da mấy chị. Hôm nay thì em sẽ lên đa số sẽ là túi to, à một số túi sẽ là giá sale giá mềm mấy chị. Đây là da thật ha. Em này cái size em này chắc cũng đây 6-7 bộ đồ được mấy chị, là da thật. Ở đây nó có một dây thôi, đây một dây, dây sẽ khá là dài nha. Ở đây là mình còn tăng giảm vậy ha, cái kiểu của nó vậy. Đây khóa này mấy chị, khóa là cái màu đồng vậy. Da là dòng da dày và sẽ rất là mềm luôn. À cái kiểu của em này đây nó có một cái dây kéo vậy, một dây sách và ba lô. Em này cái size của nó vuông vuông. Rồi gốc da là có nhẵn nhẵn da mấy chị nè ha. Ở đây trầy khờn không có, nhưng em này độ mới em cho là chừng 80% trở lên thôi. Da nó sẽ có nhăn nhăn da, trầy khờn rất ít. Da thì dày và rất là mềm, da là da thật. Đây khoen vậy ha. Da là trầy xước sẽ rất là ít luôn. Ở đây là một cái nút bấm, ở đây sẽ có một cái ngăn nhỏ nhỏ. Sau đến đây, ở trong sẽ có khóa kéo miệng. Ở đây là lớp vải, là vải kaki màu đen, một khóa mấy chị. Ở bên trong lớp vải mấy chị, lớp vải kaki, lớp vải dày nha. Ở đây cái tết hiệu của nó đẹp nè. Rồi không có bị trầy phần gì hết trơn, có một ngăn khóa. Ngăn này thì nó sẽ ngắn ngắn thôi. Ở bên này cũng có hai ngăn ha. Lớp vải rất là dày dùm em. Có khóa kéo miệng, ở đây cũng là cái vải lót. Một ngăn, rồi một ngăn và mặt sau thì sẽ không có ngăn ha. Một nút bấm. Size là cái size trung đó chị. Đây, à, 6 bộ đồ được ha. Cao là 33, ngang 31, dày 18. Em bán 250, mã 927. 250, mã 927 là da thật, da rất là dày và dùng da sẽ là da mềm nha. Em qua mẫu. Rồi em này là công sở du lịch đều được, size trung giùm em ha. Canvas phối da, dòng da là dòng da tăm. Ở đây cái màu của nó là cái màu giống như là cái màu cam sữa, màu cà rốt vậy đó, nhạt nhạt màu.
Ở đây, đây mấy chị khóa khoen gì nó còn rất là sáng. Bản dây là 1,5 phân giùm em. Dây là dây đôi ha. Ở đây là canvas. Ở đây mấy chị cái này là da dập vân không. Cái này không phải là da mấy chị. Cái này cái lớp này giống như là dù vậy ha. Rồi, đá túi 4 đinh còn rất là sáng luôn vậy. Cái phần canvas rất là đẹp. Ở bên hông sẽ có một nhăn ha. Rồi, đây mấy chị coi mấy cái khoen coi nó sáng ngời ngời vậy ha. Em này rất là mới. Một nút bấm. Ở đây mình sẽ dài lại như vậy ha. Gốc viền sẽ có hơi bị đậm đậm da. Đây ha. Có bị đậm da. Rồi, đậm da thôi mấy chị, trầy khẩn rất là ít luôn vậy ha. Ô, phụ kiện em này đẹp dữ lắm. Hai bên hông sẽ có hai nhăn thôi ha. Rồi, một nhăn khóa chính. Đầu khóa nè. Đây, khóa hiệu nè mấy chị, rất là sáng luôn. Rồi lắm. Ở bên trong lót vải hãng, lót rất là đẹp giùm em, mới ken luôn nha mấy chị. Ở đáy túi là mình thấy là đây nó sẽ có một cái túi. Ở đây nó nằm xuôi theo cái đáy túi vậy ha, là da thật 100%. Da em này cũng rất là dẻo da. Một ngăn chính đây, một ngăn hai ngăn viền da hết ha. Ở đây là sẽ có một ngăn, có một cái nút bấm, hai đầu khóa. Đây mấy chị khóa khoen gì đó đồng bộ con đẹp hết vậy, khóa hiệu hết vậy ha. Cái hiệu em này là đây Kobo nhỏ nhỏ vậy. Một khóa nè. Ủa, lót em này đẹp dữ lắm, dày cui và mới ken luôn vậy ha. Lót rất là sạch sẽ. Một ngăn chính, hai ngăn bên hông nữa thôi. Đây là những chìa khóa coi nó sáng vậy nè ha. Cái này phụ kiện là như mới luôn vậy. Rồi canvas phối da, em này cái túi cũng đầm tay. Size trung giùm em ha, rất là đẹp ở bên ngoài. Cao 22 ngang 32, dày 13. Em bán là 330, mã là 27A ha. 330, mã là 27A. Rồi, mới kèn à. Em tiếp tục. Một em form du lịch, size nhỏ thôi mấy chị. Dù phối da của Sisley hàng Mỹ ha. Ở đây nè mấy chị, hiệu dập ở trên đây dù vậy ha. Da này rất là đẹp luôn, da lại da dày một khúc luôn nè mấy chị. Đây da và da, da cực kỳ đẹp láng o luôn vậy ha. Quay dây làm thấy là nó đều hết một màu, nó mới mấy chị. Đây có bị một chấm xíu siêu như đầu chân nhang. Dây là dây lai, bản dây này là khoảng là 3,5 phân mấy chị. Ở đây một mặt là dù bố gì đó, một mặt là da thật, nhưng là dây lai khóa này mấy chị nó còn rất là mới luôn vậy ha. Rồi, em này cái khóa này nè, cái dây này nó mới hơn cái thân túi luôn vậy. Đây tách hiệu ship lại, ô cái tách hiệu còn rất là đẹp luôn vậy. Đây một cái dây, dây này có hơi mờ chút xíu. Size gọn gọn thôi, em này thì mình để chắc 3 bộ đồ mấy chị. Không có ngăn phụ ha. Rồi, một ngăn chính thôi. Đây mấy chị, gốc đáy là có hơi bị sờn cái gốc vậy ha. Rồi, ít thôi. Đáy là 4 đinh, phụ kiện hơi bị mờ phần đáy túi. Dù thì đẹp mấy chị, em không thấy bị đậm nhẹt gì hết. Đẹp nhất là cái phần da quai ở đây, nó rất là đẹp da luôn. Khóa là cái khóa hiệu, khóa còn mới ken luôn, dày sáng chân luôn. Bên trong lót vải hãng này mấy chị, lót rất là sạch, màu nâu là vải dù. Một ngăn, hai ngăn, có một ngăn khóa nè ha. Rồi khóa trong cũng là cái khóa hiệu. Em này nguyên zin hết. Một ngăn sâu đến đáy luôn vậy. À có cái dây lai chứ. Đây, rộng mấy chị ha, 3 bộ đồ và linh tinh được. Rồi cái khóa này, đây rất là đẹp cái khóa luôn ha. 159 thôi, túi nhẹ dữ lắm. Cao 26 ngang 29, dày 11, em bán 250, mã là 27W. 250 giùm em mã 27W, em qua mẫu. Một em túi da màu đen. Mình xách tay thôi mấy anh chị, em này cái form dáng của em này nó rất là lạ luôn, độc nhất vô nhị luôn. Nó rất là rộng ở bên trong như vậy. Ở đây là sẽ có ba cái nút bấm miệng ha. Mình chỉ xách tay thôi, da này mấy chị láng o và căng mướt luôn vậy. Chỉ là cái màu nâu, nâu nhạt. Rồi nó rất là mới luôn vậy. Gốc viền này mấy chị nó sẽ không có bị một cái vết trầy gì hết trơn vậy nè ha. Đều hết luôn. Không có ngăn phụ bên ngoài. Đây, rồi láng thật là láng luôn vậy. Da nó rất là dẻo. À em này nó rộng bên trong dữ lắm luôn. Đây dây quai này mấy chị coi nó căng mướt luôn vậy nè ha. Rồi da là đẹp cực kỳ luôn, nó rất là dẻo, dày và dẻo da. Ở bên trong sẽ có ba cái nút bấm luôn vậy. Ở bên trong em này nó đẹp dữ lắm anh chị, nó rất là sạch luôn. Lót vải nè, ở đây cái màu nó là cái màu tím môn á, nhạt lắm ha. Ồ, nó mới nè, ở đây cái vải là rất là đẹp. Một ngăn, ngăn này sâu rộng dùm em. Ở đây là sẽ có một ngăn khóa ha, cũng sâu luôn vậy. Rồi thêm một ngăn khóa giữa, khóa đồng bộ hết, tìm không ra vết dơ mấy chị, nó mới ken luôn vậy nè ha. Đây khóa là còn sáng trưng luôn. Cái ngăn này thì nó sẽ sâu sâu xuống cái ngăn giữa. Lót đẹp lắm, lót vải dày cui và láng o luôn vậy. Rồi da này mấy chị, em này là mới cứng luôn ha, không tì vết,
rồi sạch sẽ từ trong ra ngoài. À, và cái da của em này nó không có nặng mấy chị. Đây, nó đầm đầm tay thôi ha, không có nặng. Rất là rộng bên trong, mình chỉ xách tay thôi ha. Da này rất là dẻo da luôn. Da là rất là mướt tay luôn. Cao 24, ngang là 33, em nói 208, mã là 327 ha. 208, mã là 327. Em này cái phần đáy nó rất tròn nè mấy chị này ha. Rồi, to đùng cái phần đáy. Một em form công sở du lịch đều được. Em này rộng lắm mấy chị, đi Suna hàng của Ý ha. Rồi tác hiệu coi vàng đẹp nè. Và em này cái màu nó cực kỳ đẹp luôn. Màu nó là cái màu vàng bò. Màu rất là đẹp mấy anh chị. Đây, phần hồng dưới đáy túi coi nó to rộng vậy nè ha. Ở đây nó sẽ có một cái, à đây là siết miệng. Ở đây là hai cái dây nè mấy chị. Đây siết miệng túi vậy ha. Khoen khóa gì nó rất là mới luôn. Dây là dây nguyên bản. Hai dây sách và một dây đeo. Rồi bản dây này là khoảng hai phân yếu giùm em. À mình sẽ có tăng giảm, tăng giảm ở một bên hông như vậy. Da này là còn căng mướt luôn, độ mới rất là cao, da đẹp lắm. Ở đây em thấy là như con đường này nó chỉ xíu xíu đen đen tí xíu vậy ha. Nè trầy khờn không có. Để coi cái dây này, à cái dây này mấy chị mình có thể bấm thêm lỗ để mà mình tăng giảm cho dây nó dài hơn được nè ha. Đây, một nút à. Rồi gốc nè mấy chị, ô gốc cũng rất là đẹp nè. Đây trầy khờn rất là ít luôn mấy chị, gốc bên đây sạch sẽ. Ở đây em thấy là có nhợt nhạt tí xíu nè ha. Rồi đáy bốn bên coi nè. Dập hiệu nó sáng ngời ngời luôn. Mặt sau không có ngăn phụ ha. Ở đây là mình có là một cái miếng da vàng nè, nó chỉ cái nắp vàng ha. Rồi khóa kéo khóa là khóa hiệu vậy. Mình có thể là đựng đồ cao lên vẫn được ha. Một đầu khóa, ôi cái khóa nó to đùng. Bên trong em này lót vải hãng. Đây sạch sẽ nè mấy chị. Em này là mới 95% luôn giùm em, đẹp lắm. Da cực kỳ đẹp. Đây đồ móc khóa này còn vàng sáng. À cái này là cái nút bấm này có thể tháo rời ra. Ở trong là có một ngăn nè mấy chị. Ở đây là có một nút bấm, một ngăn khóa. Ở đây thêm một ngăn nữa vậy. Ở bên đây hai ngăn nữa. Lót cực kỳ sạch sẽ. À ở đây nó có cái miếng đựng đáy rời nè mấy chị. Ô đẹp lắm. Đây coi nó mới nè mấy chị. Mới ken luôn vậy ha. Em này cái da nó rất là dẻo da. Hai đầu khóa. Rồi ở đây là mình được một cái khóa miệng. Em này rộng phần đáy như vậy ha. Màu nó đều nè mấy anh chị, đều hết một màu ha. Rồi mặt sau là không có tì vết luôn vậy ha. Em này là mới cứng luôn. Da rất là xịn, hàng Ý giùm em. Cao là 28, ngang 34, dày 11. Em bán 350, mã 727. 350, mã là 727 ha. Rồi em tiếp tục. Một em màu nâu, à, rút miệng mấy chị của Bolo ha. Hàng rất là xịn, hàng hiệu. Bản dây là khoảng 2 phân rưỡi có tăng giảm. Khoen khóa là cái khóa đồng. Ở đây cái màu khóa của em này nó tối tối màu như vậy ha. Đây mình sẽ còn nhiều nấc tăng giảm. Da em này rất là đẹp luôn. Một dây thôi mấy chị. Ở đây là rút miệng. Tác hiệu nè, Bolo ha. Đây cái chữ Bolo ở đây là cái logo hiệu của hiệu này. Rồi gốc đáy em này là có hơi bị nhạt cái viền xíu xíu thôi. Đây nè mấy chị, đậm nhạt xíu thôi ha. Rồi đáy túi thẳng, ở đây là da còn rất là đẹp luôn, xước sát nhẹ nhẹ này nó chỉ xíu xíu thôi vậy ha. Da em này rất là dày da và cũng là cái dòng da mềm, da này rất là xịn. Mặt sau cũng có những cái vết nhẹ nhẹ thôi mấy chị, nhưng mà cái màu em này nó rất là đều luôn vậy. Rồi form là form đứng nha, size là size trung chị. Em này nếu mà đựng quần áo em nghĩ chắc cũng 4-5 bộ đồ ha. Rồi một dây rút, em này ở bên ngoài là da còn rất là đẹp và màu thì nó sẽ đều hết. Ở đây phần da miệng túi này mấy chị nè, cũng có bị nhạt nhạt rất ít luôn vậy, xíu xíu thôi ha. Một dây rút. Ở bên trong lớp vải bố nó mới ken luôn vậy nè, nó rất là sạch sẽ luôn vậy ha. Có tác hiệu, có một ngăn khóa. Ngăn này sau chưa đến đáy. Rồi đây mình chị coi cái vải coi nó sạch nè. Ôi sạch sẽ và rất là dày luôn vậy ha. Đây tác hiệu. Em này là Made in Italy luôn vậy. Ô nó xịn lắm luôn chị. Rồi một ngăn và một ngăn phụ thôi ha. Lót cực kỳ sạch sẽ. Rồi một dây rút, cái da ở đây là mấy chị nó cũng còn mướt dữ lắm. Tua rua da vậy ha. Không có ngăn phụ ở mặt sau. Rồi em này là chỉ bị xước sát nhẹ vài vết như vậy thôi. Cao 33, ngang 27, dày 15. Em bán 370, mã là 27H ha. 370, mã là 27H. Em này xịn lắm mấy chị. Một em hàng Pháp cũng là cái form rút miệng. Em này thì cái chiều đứng em này thấp thôi. Em này là có cái chiều ngang ha. Dây nguyên bản, đây khóa còn rất là sáng. Bản dây là cũng 2 phân rưỡi giùm em ha. Có tăng giảm. Đây dây em này rất là dày da nè mấy chị nè. Dày da một khúc luôn vậy.
Rồi da là dần da miếng da tắm ha. Đây thẳng da dùm em, có một góc này mấy chị, đây nó sẽ có hơi nhăn da cái góc này ha. Rồi có bị một vết đậm, da thì là láng mướt luôn, da rất là dẻo da, Lancaster hàng của Pháp. Đây hiệu ha, đập nhũ trắng. Rồi phơm sẽ rộng phơm, nhưng em này là cái chiều thấp, nó sẽ thấp thôi. Ở đây là rút miệng dùm em, da miếng mấy chị không có lót vải nha ha, là một cái tấm da luôn. Ở bên trong không có lót mấy chị, là một cái tấm da, là da miếng như vậy ha. Đây hiệu người ta sẽ dập thẳng trên da này mấy chị. Đây à, hiệu của Pháp, em này cũng mắc im răng luôn vậy ha. Rồi rất là xịn luôn, ở bên trong lại rất là sạch sẽ mấy chị, nó không có bị một cái vết gì luôn vậy nè ha, sạch trơn luôn. Cái dòng da này thì lại là nhẹ da, da nó dày một khúc nhưng mà nó rất là nhẹ túi mấy chị. Da em này nó láng dữ lắm. Rồi dây rút rất là chắc dùm em ha, nhẹ lắm mấy chị. Cao là 27, ngang cũng 27, dày 14. À, em bán là 230, mã là 27V, giá sale dùm em. 230, mã là 27V, giá rất là mềm, giá sale dùm em ha. Cũng là một em rút miệng, em này thì của Rề Noma, màu đen. Đây, hiệu này mấy chị, Rề Noma. Dây cũng là có tăng giảm, đeo vai, đeo chéo đều được. Đây, khoen khóa của em này là khóa hiệu hết. Khóa sẽ có tối màu, có tăng giảm. Dây là dây dính liền, hai bên hông là có dập hiệu hết như vậy ha. Da cũng rất là đẹp, cái chữ R, trầy xước sẽ nhẹ nhẹ vài vết thôi. Rồi ở dưới đáy túi dùm da em thấy là nó sẽ nhăn da hơn. Đây gốc viền thì sẽ không có bị trầy nhẵn gì hết. Mặt trước nè, đều hết nha mấy chị. Đây da rất là đẹp da. Cái hiệu này thì da khỏi chê rồi ha. Một ngang khóa phụ. Ở đây là mình rút miệng như vậy. Cái size em này cũng giống giống cái em vừa rồi, mấy chị, nó cỡ cỡ vậy ha. Ở bên trong, ở bên trong lớp vải nhãn là vải dù, coi nó sạch mọi chị. Đây vải là mới ken luôn vậy ha, mình thấy là vải thẳng giải luôn, giải dù. Ở đây tác hiệu có một ngăn khóa, rồi nhỏ nhỏ thôi mấy chị, rất là sạch ở bên trong. Mặt sau là được một ngăn nữa nè. Rồi ngăn này thì sâu đến đáy luôn mấy chị. Đây em này cái da cũng sẽ rất là nhẹ, dày phơm cũng đứng phơm, da nó rất là dày, dày và dẻo da ha, túi không có nặng dùm em, nhẹ luôn. Cao là 28, ngang 26, dày 15, em cũng bán 230, mã là 27M ha, 230, mã là 27M. Cái em của Pháp thì nó sẽ là cái size 27, em này là 26, rồi nó cũng xem nhau ha, em qua mẫu. Rồi em này cũng là một em phơm rút miệng Etro hàng Ý. Canvas phối da, da em này nè, nó chất dữ lắm, cũng có bị đậm gốc. Ở đây là canvas, cái canvas của cái hiệu này thì nó rất là đẹp rồi. Rồi da sẽ có bị đậm gốc, nhưng cái da làm thấy là nó bóng ghê luôn vậy ha. Màu nâu, dây em này là khoảng cũng 2,5 phân mấy anh chị. Đây, khoen khóa của em này ha nè, cũng là cái khóa cái màu đồng vậy. Rồi ở đây là rút miệng bên hông nè, da là dày cô chất lừ. Em này thì có một cái là cái miệng túi là mình thấy là khác màu da, mà nó sẽ là cái màu da nhạt hơn nha. Rồi bên trong, ở bên trong em này lớp vải dù màu tím, nâu tím, trời ơi nó đẹp nè mấy chị. Vải lớp rất là dày dặn ha. Đây cái tác hiệu Etro Italy rồi ha, có một khóa lớp ở bên trong lại rất là sạch, một khóa là khóa là hiệu luôn mấy chị. Đây rồi một ngăn sâu rộng vậy ha, em này lớp ở bên trong lại cực kỳ xịn sò luôn. Đó, em này chỉ có cái là cái phần da đây là em thấy là khác màu mấy chị. Da miệng túi khác màu, nó sẽ không có được đẹp da giống như là cái thân túi thôi ha. Túi sẽ rất là nhẹ. Rồi, chỉ một ngăn kính vậy thôi ha. Em này thì cái foam của nó là có chịu đứng mấy chị. Đây, đáy túi thì đây. Đây, foam này sẽ nhỏ hơn cái hai cái em kia. Hàng Ý, em này cái hiệu nó rất là xịn. Cao là 33, ngang là 30, dày 8 phân. Em cũng bán 230, mã 527 ha. 230, mã là 527, Etro hàng Ý. Em qua mẫu. Một em phơm công sở, dây em này là mình đeo vai được mấy chị. Đây, phơm nó dày ha. Phơm là phơm ngang. Ainer của Đức, da sẽ rất là xịn. Da làm thấy là mấy chị coi nó mướt nè ha. Rồi, nó láng mướt luôn. Cái da của cái hiệu này nó chất dữ lắm. Ô, rồi trơn lĩnh như vậy ha. Dòng da là bóng láng như vậy, mình thấy cái phơm nó còn rất là đẹp phơm vậy ha, thẳng phơm, có bị trầy xước nhẹ nhẹ như vậy ha. Để cái tết coi nó đẹp nè mấy anh chị. Rồi trơn da dữ lắm luôn, gốc có bị đậm đậm gốc. Mặt sau rồi có bị những vết vết như vậy, nhưng mà cái túi là mình nhìn nè mấy chị nè, da nó thẳng băng da vậy ha. Một cái tết ở đây là người ta sẽ dập ở trên da luôn vậy. Ở đây cái bảng dây này là khoảng 2,5 phân giùm em. Ở trong là có một cái đút bấm. À không, có cái miệng mấy anh chị. À, không có ngăn khóa phụ bên ngoài, cái khóa cũng là cái khóa chịu ăn. Ở bên trong lớp vải hãng nó cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị. Nè, thẳng vải.
ở phần đáy túi là người ta làm thẳng băng luôn vậy, lót xịn ơi là xịn. Có một nhăn khóa khóa cũng là cái khóa chữ A. Nhăn này sâu rộng đến đáy luôn vậy, lót đẹp lắm, chị định đáy thẳng băng rồi ha. Đây cái tết nè, đây Einer của Đức. À, em này là mình được hai khóa luôn. Đây một ngăn nữa này, ôm rộng lắm mấy chị, và lớp này giải dù dày cui luôn ha, và nó rất là sạch sẽ, có khóa kéo miệng không có ngăn phụ thôi. Đây cái khóa là cái khóa này, ở ngoài là cái chữ A, ở đây là cái hiệu Einer ha, khóa rất là xịn mấy chị, luôn cực kỳ nhẹ luôn vậy, túi rất là nhẹ luôn, phơm là đứng phơm luôn vậy. Rồi phơm công sở mình đeo vai giùm em, phơm sang mấy chị. Cao là 24 ngang 38. Em bán 208, mã là 627. 208 mã 627, giá rất là mềm giùm em ha. Em qua mẫu. Một em màu nó là cái màu xanh. À phơm là phơm công sở, mình đeo vai được giùm em, dây đeo vai thoải mái ha. Phối da mấy chị. Dây vai là da màu đen, là dòng da miếng ha. Rồi, ở đây là len gân gì đó mấy chị, người ta đang móc là như vậy. Rồi đáy túi này ha, em này là độ mới cao. Đây có ba cái bông hoa xinh ơi là xinh. Rồi đều hết như vậy, nó mới cứng luôn vậy. Khóa em này là cái trắng của trắng mờ ha, khóa là xinh xinh như vậy. Rồi em này cái màu nó rất là đẹp má chị, tươi lắm ha. Ở bên trong là có khóa kéo miệng, da em này là da một khúc luôn vậy, một đầu khóa. Bên trong lót vải dù màu đen má chị, đây sạch sẽ và rất là rộng, một đầu khóa nè. Rồi đây vải dù em này thì láng mướt rồi má chị nè, đây cũng sạch sẽ, dù này có hơi ồn ào chút xíu. Có một ngăn hai ngăn nữa, quần áo em này chắc 4-5 bộ đồ được. Rồi khóa cực kỳ nhẹ mấy chị, em này mình cầm ở đây thì nó rất là dày nha ha nè, dày dặn dữ lắm, mới ken luôn giùm em. Rồi giá sale mấy chị, cao là 28 ngang 30, dày 11, em nói 250, mã 27X ha, 250, mã là 27X, giá mềm giùm em. Tiếp theo một em size to mấy chị, à, công sở du lịch đều được. Ở đây mình được hai bản dây, cái dây này là mình có thể xách tay và đeo vai được luôn. Ở đây còn một nấc tăng giảm ha, mình muốn dài hơn có thể là đục lỗ thêm được nè. Rồi thêm một cái bản dây nữa, vẫn là đeo vai giùm em, dây da phối kim loại vậy ha. Rồi dây là dây chắc giùm em, ở đây cái dây là còn rất là đẹp nè mấy chị, ồ nó vàng nó sáng mới ken luôn vậy ha. Da em này nó sẽ đều màu hết, ở đây là hiệu nè mấy chị, gốc có hơi bị đậm đậm gốc, đáy là bốn đinh, đây cũng dập cái hiệu này ha. Rồi đáy ở đây em thấy có bị đậm đậm gốc xíu xíu thôi, mặt trước là da láng o không có bị trầy khờn, màu em này nó rất là đều, khóa cũng là khóa hiệu ha. Rồi da là còn mướt dữ lắm mấy chị, mình thấy cái da là mình thấy nó còn thẳng băng da vậy. Ở bên trong sẽ là có một cái nút bấm miệng, ở bên trong lót vải này mấy chị, lót vải hãng đây rất là mới luôn vậy. Đây cũng là cái chữ B và cái chữ gì đây, ở đây là một ngăn này, có một ngăn khóa, khóa cũng là khóa đồng bộ khóa hiệu hết trơn. Đây nè mấy chị, đây các hiệu ha, có một khóa phụ là vải dù vải hãng nha mấy chị. Đây thêm được một ngăn nữa vậy ha. À ở đây là có một ngăn khóa nữa nè, ồ em này nó rất là đẹp mấy chị. Đây là có hai ngăn nhỏ nữa, rộng bên trong như thế này. Đây quần áo em này là 6 bộ đồ được nha chị. Ở đây là mình có một cái khóa càng cua nè, đây cũng là khóa hiệu vậy ha, khóa gài lại thêm một cái nút bấm nữa, không có khóa kéo miệng nha. Rồi em này là da chất lư luôn chị, thêm một ngăn phụ khóa hiệu luôn ha. Rồi sau đến đáy luôn, da là đều hết một màu giùm em ha. Rồi em này là cầm sẽ rất chắc tay, da xịn lắm. Cao là 29 ngang 35, dày 11, em bán 200, mã 427, 200, mã là 427, giá sale. Em qua mẫu. Em này là phơm du lịch size trung, hàng Ý mấy anh chị. Cái da của em này nó rất là dẻo da, da đẹp lắm luôn, mình rờ mấy anh chị nó láng mướt luôn vậy. Em này thì trầy khòm không có, nhưng nó có bị mấy cái này mấy anh chị, cái vết nhũ nhũ của một chiếc túi khác qua ha. Ở đây là có bị vài vết nhạt nhạt da, nhưng cái da em này đẹp lắm, da rất là dẻo vậy. Đây nè mấy chị, ở đây là cái khóa kéo nè, tu ru da, da thật 100% ha. Góc viền ở đây có bị nhạt nhạt tí xíu, và ở đây nó có những cái vết, nhưng mà cái màu của em này nó đều mấy chị. Em này là không có bị khác màu túi nha ha. Đây miệng túi, thân túi là nó đều hết một màu, nó có bị những cái vết này thôi, còn ngoài ra là nó sẽ rất là mới. Mặt sau ở đây là được một ngăn, à hai mặt giống nhau ha, có hai ngăn khóa phụ. Đây nè mấy chị nè, góc đáy mặt sau này rất là đẹp luôn vậy ha. Da ở đây cái mặt này mình thấy là nó rất là đều màu luôn, da là rất là đẹp, phụ kiện cũng vậy nè, còn sáng trắng luôn vậy. Đây đồng bộ nè mấy chị, ở trong là có một khóa kéo miệng và hai ngăn phụ. Rồi da rất là đẹp da. Bên trong lớp vải màu đen là vải dù mấy chị, nó rất là mới luôn vậy ha.
Đây có tết hiệu nè mấy chị, in Italy luôn giùm em, da thật một ngăn phá. Ở đây là sẽ có một ngăn nữa, ngăn này là ngăn chính, đây sạch sẽ là vải dù quá nhẹ, thêm một ngăn nữa này, cô nó đẹp lắm mấy chị, lót ở bên trong cực kỳ sạch sẽ, ngăn này cũng rất là rộng ha, một ngăn nữa, ôi đẹp lắm, tiệm ra không ra vết dơ mấy chị. Da em này nó không có nặng tay ha, đây nó dày và nó rất là dẻo da. Rồi màu này mấy chị nó sẽ đều hết, em này là không có bị cũ mấy chị, nó chỉ bị lem những cái màu khác của chiếc túi khác qua thôi, nhưng nó rất là mới phần da ha, màu nó còn tươi lắm. Cao 27, ngang là 32, em bán là 207, mã là 827 ha, 207 mã 827 giùm em. Rồi em qua mẫu. Rồi em này là một em form công sở, là da PU không phải là da thật, bị mất dây đeo mấy chị. Ở đây nó có một cái khoen ha, đây cái khoen nó còn sáng ngời ngời luôn vậy. Ở đây là da PU, cái này là gỗ mấy chị, đây tròn vậy là gỗ ha, dây là mình đeo vai được. Em này cái da là cũng còn mướt mát không bị gì hết trơn này ha, nè gót lát không bị gì hết, mướt rượt hàm mấy chị. Đây ở phía trước rất là đẹp vậy này ha, da là da PU thôi, ở bên trong có khoác cái miệng hở hai bên. Em này thì không có lót ở bên trong là mặt trong của da PU, nhưng nó dày dữ lắm chị nè, dày một khúc luôn vậy, cũng không có ngăn phụ, một ngăn vậy thôi, nó rất là sạch sẽ ha, một ngăn chính như vậy thôi. Rồi nhẹ lắm anh chị, da rất là dày. Cao 28, ngang 35, dày 9 phân. Em nói là 120, mã là 27F mấy chị, 120, mã là 27F ha. Da làm thấy là nó còn thẳng băng luôn, đứng phơm như vậy. Em qua mẫu. Rồi một em tứ dù, phơm cũng công sở du lịch đều được, dây là mình đeo vai, eo ly hàng Pháp ha. Cái màu của nó là cái màu xanh xám mấy chị, dù sẽ rất là đẹp. Ở đây là mình thấy là thẳng băng, cái dù này rất là dày mấy chị. Ở miệng túi là có hai nhăn, có hai đầu khóa, khóa là khóa hiệu sáng trưng luôn vậy. Ở đây là bên hông này mấy chị, đây mình thấy là cái dù này ha, giống như là nó sẽ có bị dợp dợp, giống như hai lớp dù mà mình ủi đồ mà nó bị dợp giải lên vậy ha nè. Đây nó có bị dợp, tái túi thì thẳng đẹp nè, góc này mấy chị có bị đậm đậm tí xíu thôi ha, nhưng mà em này cái dù rất là dày luôn, dày và im dữ lắm. Mặt sau đây, mặt sau thì đẹp như vậy ha, khóa là khóa hiệu hết như vậy nè mấy chị, đồ sáng trưng luôn vậy. Rồi em này rất là rộng rãi bên trong, 159, ở bên trong cũng lót dù, cái màu nó là cái màu kem kem như vậy mấy chị này, im ru nha ha. Rồi ở đây là có một ngăn khóa sau chưa đến đáy. Ở đây là cái này là mấy chị là thêm một cái ngăn khóa rời như vậy ha, cái này là ngăn chính nè, thêm một ngăn nữa. Rồi đây cũng rộng như vậy ha. Mặt sau một ngăn nữa. Rồi sau đến đây thôi. Ôi nó sạch dữ lắm. Đây cái dù này mấy chị coi nó dày vậy ha. Đây mình thấy là cái dù này là dù lụa mấy chị. Đây nó rất là thẳng ha, im ru và nó bóng láng như vậy. Rồi túi sẽ rất là nhẹ, dù mình thấy là cái phơm nó sẽ đứng phơm luôn như vậy. Rồi cũng là giá sale mấy chị. Cao là 29, ngang 34, dày 10 phân. Em cũng bán là 250, mã là 27Z, 250 mã 27Z ha. Và rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.